thấy cái cận không? Đây là 2 năm, còn đây là năm 2, thấy nó ngược nhau không? Đổi cận, đổi vị trí cận thì thêm dấu, dấu trừ. Kẹp chưa? Sau đó bằng tách cái dấu trừ này ra thành hai cái, mình để dấu trừ ngoài luôn nha, cho nó 2 năm tích phân của 2 dx trừ 4 tích phân 2 năm của fx dx. Kẹp chưa? Có kẹp bước này không? Mình hay bị sai chỗ này nè, trừ dưới lại nè. Này 2 chính là 2 nhân 1 á, cái gì đạo hàm ra 1. Ra 1, 1 chứ không phải 1 phần. Cái gì đạo hàm ra 1? X. Đúng không? X đạo hàm đi có bay ra 1 không? Cẩn thận giùm. Còn không thì chút bấm máy tính ngay chỗ này. Trừ 4 này bao nhiêu? Đây nè, 10. Thấy chưa?